trước mát cũ quá trời. Rồi, được rồi. Châm nước mát vô. Còn nhiều ơi đó. Dạ dạ lên. Được rồi. Như đây à, nó tầm khoảng 2 bình nè. Còn đấy. Mở cái nắp giải nhiệt trên chưa? Rồi. Lấy ống nước bóp cho nước không tên vô xúc nó. Tí xíu mình gắn vô, gắn ống đó. Ống đó ống hút xăng xuống. Xe bán mình vẫn thay nhớt ly quy nha. Tại vì để coi. Thay lọc nhớt luôn em ơi, nhớt thường. Thay lọc nhớt Canen cho khách luôn. Dù mình bán xe nhưng mà nhất nhau thay là tốt cho người ta. Hồi lễ tư đó. Tại vì xe này không có cần phải làm gì hết rồi, chỉ có nhớt nước là mình chưa thay, giờ mình thay người ta luôn là xong. Bố thắng kiểm tra coi mòn thay người ta luôn. Bố thắng 500.000 một bộ. Bố thắng còn bố thắng còn bố thắng sau rồi. Ây dạ, bố thắng còn 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 bố chủ xe cũng đi cũng chăm sóc nên cũng đỡ, không có về không có phải làm gì nhiều, thay nước mát rồi. Chảy nước ra. Nước dơ quá trời. Nước này lâu lắm mà không thay. Mình xịt nước không tên vô cho nó chảy mấy cái dơ bên trong đã hết. Đúng ra là để ngoài kia nổ máy chạy luôn. Đó, nổ máy cho nó ra tan mấy cái cặn luôn. Nằm ở trong nhà thì thôi mình chỉ xịt nước vô cho nó ra dơ thôi. Đúng rồi, cái cổ nó hơi dài á. Cắt cái cổ đi khoảng tầm 3 cm, cái lỗ nó vừa vô cái mắt đó luôn là vừa đó, thấy không, cho cái co nó ngay cái mắt hàng luôn. Ừ, là đẹp. Đúng rồi, bát zin mà có cái cổ mình mới mua lại dài thôi, cắt bớt nó khoảng 2 cm là nó sẽ đưa lên nè. À, trắng rồi, sạch rồi. Gắn vô vậy mà nó gắn cái cổ vô được. Thấy dài nó độ vậy mà gắn được hay thì siết ốc rồi nó cong hết. Làm việc phải nhìn phải suy nghĩ, nổ máy cái nó ra nó chìa khóa đây nè. Xe không có nước nổ máy không được quá 1 phút đây.
rồi, hết rồi, không còn nước đâu. Rồi, dạng ốc lại chấm nước vô, tăng gan ti lên chút, gan ti nó thấp 500 vòng, tăng nó lên 1000. Đổ nước ra. Đổ nước. Nước dơ quá trời. Nước li quy thì mình hết nước li quy rồi, nước mát li quy mình hết rồi, nên mình thay đổi Yamaha cho khách mua, nhưng mà CB400 đi Yamaha là ok rồi. Xe máy móc dàn chân liền lắm, chắc chân zin luôn, chân zin đời VSR lên VSNS á, là cái này nó có khứa trong các chân này, phục này cũng có đời này luôn, đúng phục luôn, phốt này là phốt mới luôn, chủ cũng thay không lâu, xe về chỉ chạy thôi. Không phải làm gì nữa, nhấc nhẹ lên coi cái ống xăng lúc nào cũng nằm bên này, có cái van nè, thấy không, dở lên quá nó sẽ đứt cái ống xăng, nên canh mà coi, làm trước khi làm phải ngó cái xử lý nó như thế nào chứ không phải làm quán tính chết. Cái vít á, lấy cái kìm đi, sẵn mở cái này luôn, lấy cái kìm đầu bằng giùm anh, kìm đầu bằng, kìm đầu bằng, kìm đầu bằng, ừ đổi, đổi nước đi. Được, nhớt mới nha, nhớt sạch bon à, xe cũng mới thay nhớt á, để thay lại cho khách đi, nhớt nào sạch đó để vô cái thùng trong nhà, nhớt còn trắng bóc à, sạch lắm. Đó, đây là cái bên mình làm xe khách như vậy, máy xe cũng phải bảo trì xong hết, cho tình trạng hết, về khách chỉ chạy thôi, nên quan tâm.